Chào mừng quý vị đến với bản tin tài chính số 2 tháng 6 năm 2022 của Thời báo Tài chính Việt Nam. Ngay sau đây là những tin tức tài chính đáng chú ý trong tuần và những thông tin chính sách trong lĩnh vực tài chính mới được ban hành. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Chính sách tài khóa đã được điều hành linh hoạt, hiệu quả. Đề xuất giảm thuế nhập khẩu ưu đãi với xăng từ 20% xuống 12%. Bộ Tài chính đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm. Điểm công khai minh bạch ngân sách của Việt Nam tăng 9 bậc. Ngày 8 tháng 6 năm 2022, dưới sự chủ trì và điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực tài chính. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước đã trả lời chất vấn trực tiếp nhiều nội dung quan trọng liên quan đến một số lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành tài chính. Trước câu hỏi của đại biểu về tính bền vững của việc tăng thu ngân sách nhà nước, Bộ trưởng cho biết năm 2021 số thu từ dầu thô và đất chỉ chiếm khoảng gần 14% trong tổng thu ngân sách nhà nước. Cụ thể, số thu từ đất năm 2021 là 74.000 tỷ đồng, chiếm 11% tổng thu. Thu từ dầu thô được 44.000 tỷ đồng, chiếm 2,9% tổng thu ngân sách nhà nước. Với con số đó, người đứng đầu ngành tài chính khẳng định, tăng thu chủ yếu vẫn từ nội lực của nền kinh tế, thu từ sản xuất kinh doanh. Một nội dung cũng được đại biểu Quốc hội quan tâm đặt câu hỏi là về tình trạng dậm chân tại chỗ trong công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong thời gian qua. Nguyên nhân chính được Bộ trưởng Hồ Đức Phước chỉ ra là do việc sắp xếp nhà đất và phê duyệt phương án sử dụng đất đang là nút thắt trong quá trình này. Sở dĩ chúng ta cổ phần hóa chậm là do khâu này. Bộ trưởng cho biết, khi trình phương án sắp xếp tài sản công của các doanh nghiệp nhà nước, Ủy ban Nhân dân các tỉnh giao thẩm quyền phê duyệt phương án. Tuy nhiên, việc phê duyệt phương án hiện nay rất chậm. Tôi cho rằng là cái việc sắp xếp nhà đất và việc phê duyệt cái phương án sử dụng đất là cái nút thắt trong cái quá trình cổ phần hóa. Và sở dĩ vừa rồi thì chúng ta cổ phần hóa là chậm cũng từ cái khâu này. Báo cáo của đại biểu là khi mà trình cái phương án sắp xếp thì tài sản công, tức là nhà cửa đất đai của các cái doanh nghiệp nhà nước, thì Ủy ban Nhân dân các tỉnh được giao thẩm quyền là phê duyệt phương án. Tuy nhiên là cái việc phê duyệt phương án hiện nay coi cũng rất là chậm. Việc gắn sắp xếp nhà đất vào cổ phần hóa, Bộ trưởng cho biết, theo quy định, nếu tài sản của doanh nghiệp nhà nước đó gắn liền với thuê đất hàng năm, thì không tính vào giá trị doanh nghiệp. Nhưng nếu gộp tiền đất một lần, thì được tính vào giá trị của doanh nghiệp. Thực ra đây là lỗ hổng phải kiến tạo lại để đảm bảo sau khi cổ phần hóa thì đất đai không bị thất thoát. Ta sẽ phải sửa lại. Doanh nghiệp nhà nước là đất thuê với mục đích sản xuất kinh doanh thì khi chuyển qua là doanh nghiệp cổ phần hay là doanh nghiệp tư nhân thì cùng thực hiện đúng cái mục đích đấy. Nếu mà không có nhu cầu sử dụng thì trả lại cho nhà nước sẽ thanh toán cái tiền tài sản trên đất cho doanh nghiệp đấy và tổ chức đấu giá để thu về ngân sách. Điều đấy có nghĩa là địa tôi chênh lệch sẽ không rơi vào túi của doanh nghiệp mà cái này cho nhà nước. Đối với trách nhiệm trong việc quản lý thị trường trái phiếu doanh nghiệp, theo Bộ trưởng Hồ Đức Phước, Bộ Tài chính đã nỗ lực hết sức để ngăn chặn xử lý các sai phạm, đưa thị trường trở nên minh bạch hơn. Và như vậy thì cùng với các giải pháp về hoàn thiện Nghị định 153, và tiếp tới thì sẽ đề nghị với Quốc hội là hoàn thiện cái luật chứng khoán quy định rõ cái điều kiện phát hành, ví dụ như cái doanh nghiệp phát hành phải có lại chẳng hạn mục đích phát hành và phải tuân thủ mục đích phát hành với cơ quan quản lý nhà nước như thế nào thì vân vân và vân vân, thì chúng tôi sẽ có những cái giải pháp để gói hoàn thiện pháp luật và đặc biệt là tăng cường thanh tra kiểm tra và xử lý nghiêm, bắt đầu gói cầu là từ những cái dòng tiền bất thường, những cái giao dịch bất thường thì sẽ được kiểm tra và gói xử lý. Cũng tại phiên chất vấn, nhiều vấn đề như trách nhiệm trong quản lý thị trường chứng khoán, quản lý thuế chuyển nhượng bất động sản, thuế thương mại điện tử, có hay không việc thất thoát thuế từ xe ô tô nhập khẩu theo diện biếu tặng, quản lý giá ngăn lạm phát trong bối cảnh giá xăng dầu tăng cao và một số nội dung khác cũng được Bộ trưởng Bộ Tài chính giải đáp thẳng thắn, chi tiết và đầy đủ. Phát biểu tại phiên toàn thể cấp cao Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ tư tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 5 tháng 6,
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho rằng, việc điều hành chính sách tài khóa tiền tệ của Việt Nam thời gian qua luôn đảm bảo tính bền vững dài hạn. Đây là sự thành công lớn trong bối cảnh nền kinh tế nước ta đối diện với rất nhiều khó khăn, thách thức. Cụ thể, theo Bộ trưởng Hồ Đức Phước, chính sách tài khóa của nước ta trong năm qua đã được điều hành tốt, linh hoạt. Điển hình trong đợt phòng chống dịch vừa qua, ngân sách đã kịp thời bổ sung nguồn lực, kinh phí cho phòng chống dịch, tiêm vaccine cho tất cả người dân. Một thành công nữa là trong bối cảnh phòng chống dịch, thu ngân sách năm 2021 vẫn vượt 16% dự toán, bộ chi ngân sách giữ ở mức 3,41%. Bộ trưởng Hồ Đức Phước cho biết thêm, cùng với việc thực hiện chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa như giảm thuế phí, giãn hoãn tiền thuế và tiền thuê đất cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các cá nhân thuộc lĩnh vực ưu tiên, đã giúp họ có thêm nguồn lực duy trì, khôi phục sản xuất sau dịch. Cùng với đó, việc Quốc hội Chính phủ thông qua và tập trung triển khai gói kích cầu 350.000 tỷ đồng cũng đã tạo ra cú hích lớn cho khôi phục và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tại diễn đàn, các đại biểu, các chuyên gia cũng đánh giá cao việc điều hành chính sách tài khóa tiền tệ của chính phủ trong thời gian qua, đặc biệt trong thực hiện chính sách tiền tệ ứng phó với lạm phát, bão giá leo thang, với sự bất ổn của thị trường thế giới khi giá nguyên liệu đầu vào liên tục tăng cao. Bên cạnh sự quyết liệt vào cuộc của chính phủ, các bộ ngành, có sự đóng góp tích cực của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước. Bộ Tài chính cho biết đã xin ý kiến các bộ ngành báo cáo chính phủ về biểu thuế xuất nhập khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, trong đó có đề xuất điều chỉnh giảm thuế xuất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng từ 20% xuống 12% nhằm đa dạng hóa các nguồn cung xăng dầu. Tham gia trả lời báo chí tại cuộc họp báo thường kỳ của Văn phòng Chính phủ diễn ra cuối tuần trước, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn đã thông tin thêm về các chính sách thuế thực hiện điều tiết giá xăng dầu. Theo Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn, các chính sách thuế chúng ta đang áp dụng với xăng dầu hiện nay bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng. Các sắc thuế này đảm bảo phù hợp với các thông lệ chung trên thế giới. Trung bình thì các nước trên thế giới thì cái tỷ trọng thuế trong giá xăng dầu nó chiếm khoảng từ 45 đến 60%, trừ những nước mà có cái trữ lượng dầu mỏ lớn. Chúng ta hiện nay sau khi mà đã có một số chính sách về giảm thuế thì cái tỷ trọng thuế đối với xăng thì khoảng từ 29 đến 31% và đối với dầu diesel là khoảng 13,3%. Và luật phí và lệ phí thì không quy định là có các loại phí và lệ phí thu trên cái xăng dầu. Thì nói như vậy để thấy là chúng ta cũng các thuế của chúng ta trong cái tỷ trọng đối với xăng dầu ấy, thì cũng ở mức cái trung bình thấp trên thế giới. Hiện tại trong bối cảnh giá xăng dầu lên cao, ngày 21 tháng 4 Bộ Tài chính đã xin ý kiến các bộ ngành báo cáo chính phủ về biểu thuế xuất nhập khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, trong đó có đề xuất điều chỉnh giảm thuế xuất thuế nhập khẩu ưu đãi với xăng động cơ không pha trì từ 20% xuống 12% nhằm đa dạng hóa các nguồn cung xăng dầu. Còn đối với thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết hiện không có quy định về việc miễn giảm thuế đối với hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Mặt khác, thuế tiêu thụ đặc biệt của chúng ta hiện nay với mặt hàng xăng cũng đang ở mức thấp trên thế giới. Ngày 7 tháng 6 năm 2022, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chương trình công tác tháng 5 năm 2022, kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ chương trình công tác tháng 6 năm 2022 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai chủ trì hội nghị. Thông tin tại hội nghị, tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến hết ngày 5 tháng 6 năm 2022 đạt 825,1 nghìn tỷ đồng, bằng 58,4% dự toán. Trong đó, thu ngân sách trung ương đạt 58,8% dự toán, thu ngân sách địa phương đạt 58% dự toán. Cũng theo báo cáo tại hội nghị, tổng chi cân đối ngân sách nhà nước 5 tháng đạt 589,1 nghìn tỷ đồng, đạt 33% dự toán, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2021. Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các địa phương được đảm bảo. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Vũ Thị Mai nhận xét, trong 5 tháng đầu năm 2022, kết quả thu ngân sách nhà nước đạt khá, cao hơn so với cùng kỳ, khá đồng đều, toàn diện. Kết quả này góp phần hết sức quan trọng vào cân đối ngân sách và cân đối lớn nói chung trong nền kinh tế,
giúp kinh tế phát triển ổn định, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang thực hiện chính sách phục hồi kinh tế, miễn giảm, giãn thuế để hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Đồng quan điểm, Thứ trưởng Võ Thành Hưng cho rằng, trong tháng 5 năm 2022, cân đối thu chi vẫn đạt kết quả tích cực, trong đó các lĩnh vực thu lớn tăng trưởng, đạt tiến độ thu khá so với dự toán. Phần lớn các địa phương thu đạt tiến độ dự toán. Đề cập tới nhiệm vụ tháng 6 năm 2022 và những tháng tiếp theo, Thứ trưởng Vũ Thị Mai đã đề nghị các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được nêu cụ thể trong báo cáo giao ban, đồng thời cập nhật, thông báo đầy đủ nội dung đã trao đổi. Ngày 8 tháng 6 năm 2022, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã tiếp đoàn công tác Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc, gọi tắt là KSIM, do ông Kim Tae-su, Tổng Giám đốc điều hành, Phó Chủ tịch KSIM Hàn Quốc làm trưởng đoàn. Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết Bộ Tài chính ghi nhận và đánh giá cao sự hỗ trợ và ủng hộ của KSIM với vai trò là cơ quan của chính phủ Hàn Quốc quản lý quỹ hợp tác phát triển kinh tế đã thúc đẩy việc thực hiện hiệu quả các dự án đầu tư phát triển trong tất cả các lĩnh vực giao thông, y tế, môi trường tại Việt Nam. Thứ trưởng khẳng định Việt Nam sẽ sử dụng nguồn vốn của quỹ hợp tác phát triển kinh tế của Hàn Quốc đúng mục đích, đạt được hiệu quả cao, đảm bảo khả năng hoàn trả vốn cho phía Hàn Quốc đúng hạn, ưu tiên sử dụng nguồn vốn này cho những dự án tốt có quy mô lớn. Về phía Hàn Quốc, ông Kim Tae-su cho biết Việt Nam là đối tác quan trọng đối với nhiều cơ quan của chính phủ Hàn Quốc, trong đó có KSIM. Chính vì vậy, KSIM mong muốn trong thời gian tới sẽ nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa của Bộ Tài chính để tận dụng được nguồn vốn vay của Quỹ Hợp tác Phát triển Kinh tế. Ngày 10 tháng 6, Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới do ông Sebastian Eckhart, chuyên gia kinh tế trưởng phụ trách Trung Quốc, Việt Nam và các nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương làm trưởng đoàn. Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Võ Thành Hưng cho biết, Chính phủ Việt Nam đã thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống biến đổi khí hậu, giao Bộ Tài nguyên Môi trường xây dựng chương trình hành động của Chính phủ. Bộ Tài chính tham gia xây dựng cơ chế chính sách tài chính, thu xếp nguồn lực cho triển khai kế hoạch hành động. Chính vì vậy, tại cuộc làm việc này, Bộ Tài chính trân trọng lắng nghe những nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới về chính sách tài khóa và biến đổi khí hậu đối với Việt Nam, đồng thời góp ý cho Bộ Tài chính cùng các cơ quan có liên quan để xây dựng kế hoạch và chiến lược hành động thực thi các cam kết của Việt Nam tại hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP26. Về phía Ngân hàng Thế giới, ông Sebastian Eckhart bày tỏ Ngân hàng Thế giới mong muốn hỗ trợ Việt Nam nói chung, Bộ Tài chính nói riêng thực hiện các mục tiêu trong cam kết của Việt Nam tại COP26, đặc biệt là nghiên cứu xây dựng chính sách tài khóa xanh. Tiếp sau đây là những thông tin về các văn bản chính sách mới trong lĩnh vực tài chính đáng chú ý trong tuần. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2022 về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách Xã hội, nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để ngân hàng này cho vay theo Nghị quyết số 43 của Quốc hội. Theo nghị định, Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện hỗ trợ lãi suất đảm bảo đúng quy định, tạo thuận lợi cho khách hàng, không thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với dư nợ quá hạn hoặc được gia hạn nợ. Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư số 30/2022/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2022. Quý khán giả có thể tìm hiểu thông tin chi tiết các văn bản chính sách trong lĩnh vực tài chính trên báo in và báo điện tử của Thời báo Tài chính Việt Nam tại địa chỉ thoibaotaichinhvietnam.vn. Sau đây là những tin tức đáng chú ý khác của ngành tài chính trong tuần. Mang đến niềm vui nhỏ, thổi bùng đam mê lớn, nâng tầm từng khát vọng, chắp cánh những ước mơ. PVGas mang nguồn nhiên liệu sạch, hiệu quả và an toàn đến cho quốc gia, đảm bảo an ninh lương thực, an ninh năng lượng cho nước nhà, góp phần đưa Việt Nam vươn ra thế giới, hướng tới tương lai. PVGas, năng lượng khơi nguồn đổi mới.
theo kết quả khảo sát ngân sách mở toàn cầu năm 2021 OBS 2021 vừa được Tổ chức Hợp tác Ngân sách Quốc tế công bố, điểm số công khai minh bạch ngân sách của Việt Nam tiếp tục được cải thiện so với các kỳ đánh giá trước, nâng mức xếp hạng của Việt Nam lên 68 trên 120 quốc gia. Trong kết quả khảo sát OBS 2021, xếp hạng của Việt Nam ở mức 68 trên 120 quốc gia, tức là tăng 9 bậc so với năm 2019 và tăng 23 bậc so với năm 2017. Trong đó, điểm số thành phần đối với 3 trụ cột có nhiều bước tiến đạt mức 44 trên 100 điểm đối với trụ cột minh bạch ngân sách, 17 trên 100 điểm đối với trụ cột sự tham gia của công chúng, 80 trên 100 điểm đối với trụ cột giám sát ngân sách. Các trụ cột đều tăng 6 điểm so với năm 2019. Với kết quả xếp hạng OBS 2021 cho thấy nỗ lực của Việt Nam trong việc tăng cường công khai minh bạch ngân sách. Ở phần cuối của bản tin, như thường lệ, sẽ là những thông tin cập nhật về thị trường chứng khoán tuần vừa qua. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo. Thị trường chứng khoán trong nước duy trì sự tích cực trong 4 phiên đầu tuần, nhưng lại điều chỉnh đột ngột vào phiên cuối tuần. Phiên điều chỉnh mạnh cuối tuần đã khiến VN Index tuột mất mốc 1.300 điểm mà trước đó khá chật vật mới có được. Tính chung cả tuần, VN Index giảm nhẹ 0,3%, dừng lại mức 1.284,08 điểm. HNX Index giảm 1,3%, còn 306,44 điểm. Và Upcom Index giảm 0,48%, về mức 93,72 điểm. Thanh khoản toàn thị trường tiếp tục tăng so với tuần trước đó, với giá trị giao dịch bình quân đạt 20.184 tỷ đồng trên một phiên, tăng 7,8% so với tuần trước đó. Dù có giảm, song giao dịch của khối ngoại tiếp tục là điểm sáng của thị trường, khi khối này mua dòng 1.147 tỷ đồng trong tuần. Phiên giảm mạnh cuối tuần và việc mất mốc 1.300 điểm có thể khiến thị trường sẽ bị gián đoạn nhịp phục hồi kéo dài kể từ trung tuần tháng 5. Áp lực chốt lời đối với các nhóm cổ phiếu tăng mạnh trong nhịp hồi vừa qua có thể còn diễn ra trong ngắn hạn. Về kỹ thuật, chỉ số VN Index có khả năng sẽ dao động trong vùng 1.250 điểm đến 1.300 điểm. Vùng hỗ trợ cho chỉ số này trong tuần sau ở 1.250 điểm đến 1.260 điểm.